khi không có má hồng kem đúng không? Tạt má hồng phấn lên trên cái nền sản mà lớp nền mình đang ướt thì cái lực mà các bạn sử dụng cây cọ này nó sẽ được nhẹ tay hơn. Bạn lấy này, lấy màu này, dặm ra này. Căn bản của mình sẽ là vị trí má từ đâu, khóe mũi, khóe mắt gặp nhau thì vị trí má sẽ nằm ở đây đúng không? Nhưng mà hôm nay thì chị sẽ đẩy má cao nhá. Đây cũng là một cái má hậu theo đúng cách của Trung Quốc ấy. Đẩy má cao lên, nó sẽ nằm ở đuôi mắt, cái khóe đuôi mắt dưới, dặm xuống, nhắm mắt lại chị. Và các em hoàn toàn thì đẩy luôn lên trên một ít nữa. Ở đây cũng nên chọn cái quả bé sẽ dễ ăn hơn nhá. Và má như này thì các bạn không mặt ngắn thì nó sẽ làm cho khuôn mặt của các bạn ấy trở nên dài hơn.